Khôi Nghi xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả của Đài Sài Gòn Network và chào mừng quý vị đã đến với chương trình Thông tin Thương mại. Thưa quý vị, như quý vị cũng biết thì Asintech là một công ty điện tử chuyên cung cấp thiết bị máy móc dành cho home và DJ karaoke system với rất là nhiều showroom rộng lớn ở Dallas cũng như là California. Thì ngày hôm nay thì Khôi Nghi rất là hân hạnh khi mà được tiếp chuyện với anh Nhật Hoàng cũng là store manager của công ty Asintech ngay tại thành phố Houston của chúng ta. Khôi Nghi xin chào anh. Xin chào Khôi Nghi cũng như khán giả đang theo Đài Sài Gòn Network. Thưa quý vị, như trong thời gian vừa qua thì quý vị cũng thấy là công ty Asintech đã nhận được rất là nhiều thành công cũng như là rất là nhiều niềm ưu ái của quý vị khán giả. Thì không biết là lý do vì sao mà chúng ta lại có được những cái thành công như vậy thưa anh? Nói về vấn đề thành công thì Asintech thực sự đã rất phát triển trong thời gian qua với 3 location ở Dallas, ở Westminster, California và đặc biệt là ở Houston chúng ta. Thì sự thành công đó một phần rất lớn là nhờ vào sự ủng hộ của quý vị đồng hương ở xa gần cũng như quý khách hàng trong suốt thời gian vừa qua. Asintech hiểu rằng chúng tôi muốn mang lại một làn gió mới về phân cấp phục vụ cho quý vị khách hàng. Tại vì thông thường những tiệm điện tử Việt Nam khác thì họ giải thích về policy không được rõ ràng cho lắm. Đồng thời một số tiệm cũng không trung thực với khách hàng. Nghĩa là khi Khôi Nghi mua món đồ nào đó thì họ sẽ giải thích rất là dễ dàng. Dạ, rất là mù mờ phải không anh? Nhưng mà khi Khôi Nghi không bác lại để gặp trở ngại gì đó, họ không phục vụ cho Khôi Nghi một cách trung thực cho lắm. Dạ. Thì Asintech muốn thay đổi điều đó. Chúng tôi có những phong cách phục vụ rất là khác biệt với 30 ngày dùng thử. Nghĩa là nếu khách hàng đã mua hàng Asintech trong vòng 30 ngày mà cảm thấy chúng mình chưa hài lòng với khách với cái món đồ đó thì đừng ngần ngại, hãy quay trở lại. Chúng tôi sẽ cho quý vị đổi những món hàng với giá cao hơn hoặc là mạnh hơn mà không phải trả bất cứ lệ phí restocking fee nào cả. Đồng thời là chúng tôi có chương trình 30 ngày price guarantee. Nghĩa là chúng tôi báo giá cho tất cả những cửa hàng ở trên bán lẻ địa phương hoặc là ngay trên online nữa. Với cam kết một điều là quý vị sẽ mua những món hàng với giá thấp nhất và chất lượng vượt trội Asintech. Dạ vâng, thì như vậy thì đối với những cái ngày cuối tuần thì không biết là Asintech có những cái chương trình gì đặc biệt hay là đối với dàn máy karaoke mà gửi đến cho quý vị khán giả xem đài không? Dạ dĩ nhiên rồi, trong weekend này thì Asintech sẽ sale đặc biệt trong vòng 3 ngày. Đó là thứ 6, thứ 7, chủ nhật. Một máy lọc tiếng hát Equalizer, model là EQ6231 với giá retail là 400 đồng sẽ được on sale đặc biệt, chỉ còn lại là 200 đồng thôi. Và một máy mixing amplifier 1600W với model là MXA303 cũng của nhãn hiệu KOK với giá retail là 1.200 đồng sẽ được on sale chỉ còn lại 600 đồng thôi. Và đặc biệt hơn nữa là một dàn máy karaoke 600W với 14.000 bài hát với giá retail là 3.000 đồng sẽ được on sale đặc biệt chỉ còn lại 1.500 đồng. Dạ vâng, wow, nghe rất là hấp dẫn phải không quý vị? Như vậy thì quý vị còn chần chờ gì nữa mà không đến ngay tại Asintech để mà mua cho mình, lựa chọn cho mình những cái sản phẩm mà tốt nhất ngay tại đó. Thì ngoài ra thì Khôi Nghi cũng được biết là trên thị trường hiện tại là đang có rất là nhiều loại ghế massage chair khác nhau. Nhưng mà như vậy thì không biết là anh có thể cho quý vị khán giả biết thêm về loại ghế massage này ngay tại của công ty Asintech được không? Vâng, Khôi Nghi cũng như quý vị khán giả biết là trên thị trường hiện nay có rất nhiều loại ghế massage mà kiểu dáng cho tới chức năng cũng rất là khác nhau. Nhưng mà đa phần thì họ carry những loại ghế massage với giá thành rất là cao. Đồng thời thì thời gian bảo hành cũng bị hạn chế, chỉ khoảng từ 1 tới 3 năm thôi. Hiện tại thì Asintech chúng tôi đang trưng bày hai mẫu ghế massage chính của nhãn hiệu KOK. Đó là chiếc ghế Nana và Dada. Thì chiếc ghế massage này có một cái chức năng đặc biệt á, là có thể đánh được cái lòng bàn chân của mình. Thì Khoan Nghi cũng biết là những anh chị em nào phải làm việc với trong đòi hỏi phải đứng một thời gian rất là dài, có thể họ phải đứng từ 7 đến 8 tiếng một ngày thì cái lòng bàn chân mình sẽ rất là mỏi. Và massage dưới lòng bàn chân thì theo y học là lòng bàn chân là nơi tập trung rất là nhiều huyệt đạo. Vì thế khi được massage dưới lòng bàn chân thì nó sẽ mang đến những kết quả tích cực cho sức khỏe của mình. Đồng thời chiếc ghế massage Nana và Dada cũng sẽ điều chỉnh được nhiều mức độ massage nặng nhẹ khác nhau dành cho tùy mọi lứa tuổi, có thể là người già với lại người trẻ, họ cần những cái nhu cầu massage khác nhau. Và thời gian bảo hành của ghế massage Dada và Nana thì tất cả những loại ghế massage Asintech đang trưng bày đều sẽ có thời gian bảo hành là 5 năm và đặc biệt là in-home service. Đồng thời chúng tôi cũng bán một giá thành rất là đặc biệt. Chúng tôi muốn giới thiệu đến hai chiếc ghế này với giá thành cực kỳ rẻ. Đó là chiếc ghế massage Nana với giá là 8.000 đồng sẽ được bớt 50% off chỉ còn lại 4.000 đồng. Và chiếc ghế Dada với giá là 4.000 đồng sẽ được on sale đặc biệt chỉ còn lại 2.000 đồng thôi. Và xin nhắc lại là tất cả những loại ghế massage Asintech thì sẽ có 5 năm warranty và in-home service. Dạ vâng, như vậy là nếu như mà còn trở lại về ví dụ như là muốn là lắp đặt những cái dàn máy karaoke đó thì không biết là như vậy thì về cái việc lắp đặt thì như thế nào vậy thưa anh? Tất cả những quý khách hàng ở trong phạm vi 30 mile tính từ tiệm Asintech thì chúng tôi sẽ có những chuyên viên kỹ thuật đến nhà lắp đặt cho quý vị và delivery hàng hoàn toàn free, không hề tính một bất cứ lệ phí nào cả.
Và ngay cả những quý vị khách hàng nào ở ngoài tiểu bang xa thì chúng tôi cũng có chương trình free shipping và chúng tôi có thể hướng dẫn trên phone. Vậy thưa anh, vậy không biết là nếu mà đối với những cái dàn máy karaoke thì không biết là thời gian bảo hành như thế nào vậy thưa anh? Tất cả những sản phẩm mà quý vị mua Asintech thì sẽ đều có 1 năm bảo hành và đặc biệt là ngay tại tiệm luôn. Trong vòng 1 tháng đầu tiên, nếu quý vị gặp trở ngại gì đó, chúng tôi sẽ đổi cho quý vị những sản phẩm mới hoàn toàn. Và từ 1 tháng tới 1 năm thì chúng tôi sẽ sửa ngay tại tiệm. Và đối với những khách hàng ở xa thì cứ việc ship lại cho Asintech, chúng tôi sẽ sửa và ship lại cho quý vị. Dạ vâng, rồi như vậy thì không biết là như vậy thì chắc là quý vị cũng biết là sắp tới là Asintech là cũng hiện tại là có cái ghế massage rồi, cũng như là bao nhiêu năm là cũng rất là nổi tiếng về những cái dàn karaoke system. Thì nếu như mà quý vị mong muốn là có được những cái chiếc ghế massage tốt nhất cũng như là cái giá thành phải chăng nhất và những cái bộ dàn home hoặc là karaoke DJ system thì xin mời quý vị hãy đến với Asintech. Còn về thời gian và còn về địa điểm và cũng như là số điện thoại và thông tin liên lạc thì như thế nào vậy thưa anh? Ở Asintech hiện tại nằm trong khu tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ, kế bên chợ Tân Bình, với địa chỉ là 11360 Bella Boulevard, số phòng là 700, thành phố Houston, Texas 77072, và số phone chúng tôi là 281-530-7464, 281-530-7465. Cũng như quý vị có thể shopping ở ngay tại nhà của mình thông qua trang nhà chúng tôi là asintech.com. Dạ vâng, Khuê Nghi rất là cảm ơn anh Nhật Hoàng đã đến với chương trình Thông tin Thương mại ngày hôm nay. Và Khuê Nghi cũng hy vọng là quý vị có thể lựa chọn cho mình những cái sản phẩm tốt nhất ngay tại công ty Asintech. Khuê Nghi xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong lần phát sóng tiếp theo.